Sau 26 năm gia nhập ASEAN, kinh tế Việt Nam đã có những thay đổi vượt bậc về mọi mặt. Nếu như năm 1995 GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 289 đô la Mỹ thì đến năm 2020 con số này đã là 3.520 đô la Mỹ, tăng hơn 12 lần so với năm 1995. Quy mô nền kinh tế tăng gần 17 lần từ 20,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 1995 lên khoảng 343 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Đứng thứ tư trong khu vực ASEAN chỉ sau Indonesia, Thái Lan và Philippines. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng từ 5,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 1995 lên 283 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Cùng với hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia vào các tổ chức trong khu vực và trên thế giới, nguồn vốn nước ngoài đầu tư FDI vào Việt Nam tăng mạnh qua các năm, đạt 29 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Năm 2020, với việc Việt Nam là chủ tịch ASEAN và đảm nhiệm vai trò thúc đẩy việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN, ta đã cùng các nước thành viên phát huy đúng tinh thần, gắn kết và chủ động thích ứng với hàng trăm cuộc họp được tổ chức thành công theo hình thức trực tuyến, đồng thời đề xuất nhiều sáng kiến nhằm tạo điều kiện củng cố chuỗi cung ứng khu vực, khắc phục hậu quả tiêu cực do đại dịch COVID-19 gây ra đối với nền kinh tế tiêu biểu như kế hoạch phục hồi tổng thể ASEAN, kế hoạch hành động Hà Nội nhằm tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN và kết nối chuỗi cung ứng. Việt Nam cũng đóng vai trò tích cực trong việc dung hòa các quan điểm trong đàm phán Hiệp định RCEP nhằm xử lý các vấn đề vướng mắc, từ đó thúc đẩy đàm phán và ký kết thành công Hiệp định RCEP trong năm 2020. Thành tựu này đã một lần nữa khẳng định vị trí và vai trò của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế đa phương, khu vực và thế giới. Việc thực hiện các cam kết trong ASEAN đã và đang tạo nền tảng để Việt Nam tiếp tục mở rộng và tăng cường quan hệ với các đối tác ngoài ASEAN, nhất là các nước lớn, qua đó góp phần nâng cao vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 đã xác định chủ trương chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên Hợp Quốc. Tiếp theo đó, chỉ thị số 25 CTTU ngày 8 tháng 8 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 cũng đã xác định phương châm nỗ lực vươn lên đóng vai trò nòng cốt dẫn dắt tại các tổ chức quốc tế có tầm quan trọng chiến lược như ASEAN. Chính vì vậy, việc thúc đẩy hơn nữa hội nhập của Việt Nam trong AEC thời gian tới là một nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Những thành quả mà hội nhập kinh tế ASEAN mang lại cho Việt Nam là rất tích cực. Tuy nhiên, các thách thức mà ta gặp phải cũng không nhỏ. Do đó, trong thời gian tới cần có những định hướng chính sách phù hợp, cụ thể. Trước tiên, chúng ta cần cùng các nước ASEAN khẳng định và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong việc điều phối các hoạt động hợp tác kinh tế trong khu vực. 2. Chúng ta cần thúc đẩy thực hiện kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN đến năm 2025, điều chỉnh các chương trình hợp tác trong ASEAN theo hướng đáp ứng tình hình mới. 3. Chúng ta cần sớm phê duyệt Hiệp định RCEP để đưa Hiệp định Thương mại Tự do có quy mô lớn nhất thế giới về dân số vào thực thi, góp phần thúc đẩy các chuỗi cung ứng khu vực. Đồng thời chúng ta cũng cần phối hợp với các nước ASEAN khác thúc đẩy việc xây dựng các khuôn khổ hợp tác mang tính ổn định, bền vững, dựa theo luật lệ với các đối tác ngoại khối nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư từ ngoài khối. Duy trì động lực từ những thành công của năm Chủ tịch ASEAN 2020, trong thời gian tới Việt Nam cần thể hiện định hướng tiếp tục coi hội nhập ASEAN là một trong những ưu tiên trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, khẳng định tinh thần chủ động, năng động trong việc triển khai các sáng kiến thực hiện cộng đồng kinh tế ASEAN, góp phần tăng cường sự gắn kết chặt chẽ, phát huy tố chất của một khu vực kinh tế ASEAN năng động, khẳng định vai trò trung tâm trong hợp tác kinh tế ở khu vực.